Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ bắt sách giả khủng liên quan ông Trần Hùng, khởi tố thêm 22 bị can. Thưa quý vị, tối mùng 7 tháng 4, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án hình sự sản xuất buôn bán hàng giả, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát, công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan theo quy định khởi tố vụ án hình sự số 41 QĐ CSKT P10 ngày 23 tháng 6 năm 2021 và quy định bổ sung quy định khởi tố vụ án hình sự số 15 QĐ CSKT P10 ngày 23 tháng 7 năm 2021. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với đối tượng chủ mưu cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát và 11 đối tượng liên quan về 4 tội danh nói trên. Kết quả điều tra mở rộng vụ án, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6 tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với 22 đối tượng cùng về tội sản xuất buôn bán hàng giả theo quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong đó, Công an bắt tạm giam đối với Văn Thị Hiền, chủ nhà sách Hiền Long, Đỗ Văn Được, chủ shop bóng và pin, Phan Thị Thanh Thoan, giáo viên, đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách. Nhóm đối tượng in sách bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Đỗ Đức Tiến, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn in và thương mại dịch vụ Long Phát, Lục Văn Quán, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn in và thương mại Hoài Đức, Nguyễn Ngọc Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Thuận Phát, Nguyễn Văn Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thái Việt, Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyễn Minh Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn tạp phẩm và vật tư ngành in thuộc nhóm đối tượng làm bản kẽm, Nguyễn Văn Toàn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và in Lâm Anh là đối tượng làm tem giả, Đinh Văn Thăng, Lê Đình Quý, Lưu Hồ Thịnh, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Lan, Trần Văn Hoan được xác định thuộc nhóm đối tượng gia công. Hoàng Kim Oanh, chủ nhà sách Oanh, Phan Thị Ngọc Hoàn, chủ nhà sách Oanh Hoàn thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách. Nguyễn Thị Liên, Hoàng Thị Thúy Hằng và Trần Thị Thu Trang thuộc nhóm đối tượng nhân viên công ty Phú Hưng Phát. Cũng theo Bộ Công an, các đối tượng nêu trên đã có hành vi giúp sức cho đối tượng chủ mưu cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận trong việc sản xuất buôn bán hàng giả hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thực hiện các lệnh, quy định tố tụng đối với 22 bị can theo đúng quy định. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan để kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án này, tháng 11 năm 2021, Bộ Công an đã khởi tố ông Trần Hùng, nguyên kiểm sát viên chính, cựu tổ trưởng tổ 1444 thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ. Bị can Nguyễn Duy Hải, lao động tự do, được xác định là người môi giới hối lộ. Ba nguyên cán bộ Cục Quản lý Thị trường Hà Nội gồm Lê Việt Phương, nguyên phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 17, nay là đội quản lý thị trường số 14, Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, hai nguyên kiểm sát viên đội này bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Cao Thị Minh Thuận, Hoàng Mạnh Chiến, giám đốc công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông Hà Nội cùng 5 người khác bị đề nghị truy tố tội sản xuất buôn bán hàng giả. Năm 2022, Cao Thị Minh Thuận, Hoàng Mạnh Chiến cùng đồng phạm thiết lập dây chuyền thu mua giấy, in ấn sách giáo khoa giả. Nhóm này sử dụng hàng chục địa điểm tại Hà Nội để làm hệ thống văn phòng, nhà xưởng, kho hàng, phục vụ cho việc in ấn, gia công, tập kết và phân phối sách giả đến nhiều địa phương như Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngày 9 tháng 7 năm 2020, ông Trần Hùng trực tiếp chỉ đạo đội quản lý thị trường số 15 và 17 thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cùng lực lượng chức năng quận Hoàng Mai và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kiểm tra, phát hiện xưởng cất giấu hơn 27.000 sách giáo khoa giả do công ty Phú Hưng Phát in ấn. Trong quá trình giải quyết vụ việc, Nguyễn Duy Hải đã gặp và tác động để nhờ ông Hùng
xử lý nhẹ đối với sai phạm của các cá nhân và doanh nghiệp liên quan. Sau đó, ông Hùng lợi dụng chức vụ quyền hạn không chỉ đạo cấp dưới giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật đối với vụ việc liên quan hai doanh nghiệp in và phân phối sách giả. Cho đến khi bị bắt, nhóm của Cao Thị Minh Thuận đã tiếp tục sản xuất, in ấn và tiêu thụ sách giả. Ngày 18 tháng 6 năm 2021, cơ quan điều tra bắt quả tang Hoàng Mạnh Chiến cùng chiếc xe tải tại một kho hàng ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe tải có hơn 9.700 cuốn sách giáo khoa giả, dán tem giả của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Mở rộng điều tra, ban chuyên án tạm giữ trên 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả, 3 máy in, hơn 1,5 triệu tem giả và khoảng 20 tỷ đồng. Theo cáo buộc, nhóm sản xuất hàng giả đã thu lợi bất chính gần 50 tỷ đồng. Hai đơn vị đấu giá đất Thủ Thiêm chưa bỏ cọc, xin được gia hạn nộp tiền. Thưa quý vị, trao đổi tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 7 tháng 4, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Hạnh cho biết, đến ngày hôm nay, hai đơn vị gồm Công ty Cổ phần Dream Republic và Công ty Cổ phần Shin Mega vẫn chưa nộp tiền chúng đấu giá hai lô đất 35 và 38 thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bà Hạnh cho biết, hai doanh nghiệp trên không có đơn xin dừng triển khai dự án hay bỏ cọc. Thay vào đó, hai đơn vị chúng đấu giá gửi văn bản đến Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề xuất được phân kỳ nộp tiền chúng đấu giá chia làm 6 đợt trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, các lý do trình bày về khó khăn do hai công ty Dream Republic và Shin Mega nêu trong văn bản đề xuất phân kỳ nộp tiền sử dụng đất không thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định của cơ quan quản lý lĩnh vực thuế. Do đó, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tính tiền chậm nộp, ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi nợ với doanh nghiệp theo quy định của ngành thuế. Vào ngày 6 tháng 4 là hạn chót 90 ngày kể từ thời điểm các doanh nghiệp chúng đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm vào cuối năm 2021. Phải hoàn thành nghĩa vụ nộp đầy đủ số tiền sử dụng đất đối với ngân sách nhà nước. Quy chế phiên đấu giá đất Thủ Thiêm nêu rõ, nếu quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày có thông báo về nghĩa vụ thuế, nhưng người chúng đấu giá vẫn không nộp đủ tiền mua tài sản, người mua sẽ vi phạm hợp đồng mua bán. Khi đó, các cơ quan chức năng sẽ thông báo người chúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản để hủy quyết định công nhận kết quả chúng đấu giá. Nếu người chúng đấu giá không nộp hoặc không nộp đủ tiền chúng đấu giá theo thời gian trên, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc. Số tiền này được chuyển vào ngân sách nhà nước. Công ty Dream Republic chúng đấu giá lô đất 3 năm có diện tích 6.446m2 với giá 3.820 tỷ đồng. Công ty Shin Mega mua lô đất 38 với diện tích 8.568 m2 với giá 4.000 tỷ đồng. Theo quy định phiên đấu giá, các doanh nghiệp đã đặt cọc số tiền tương ứng 20% giá khởi điểm. Tiền cọc hai công ty Dream Republic và Shin Mega đã nộp lần lượt là 116 tỷ đồng và 204 tỷ đồng. Hai doanh nghiệp chúng đấu giá đất Thủ Thiêm còn lại là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh, chúng quyền mua lô đất 312 với giá 24.500 tỷ đồng và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Kinh doanh Thương mại Bình Minh, chúng quyền mua lô đất 39 với giá hơn 5.000 tỷ đồng, đã lần lượt có văn bản xin thôi phát triển dự án, đồng nghĩa với việc chấp nhận bỏ cọc. Như vậy, hai công ty Ngôi Sao Việt và Bình Minh chấp nhận mất số tiền cọc lần lượt là 600 tỷ đồng và 150 tỷ đồng. Riêng Công ty Ngôi Sao Việt cùng hai đơn vị thành viên thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa bị cơ quan quản lý nhà nước hủy 9 đợt phát hành trái phiếu với tổng số tiền là 10.030 tỷ đồng. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng một số nhân sự trong tập đoàn này cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư. Cô giáo nổ có thể xin việc vào nhà nước, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Đào Thị Huệ, sinh năm 1982, trú tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, nguyên là giáo viên trường tiểu học thị trấn Thiên Tôn. Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến ngày 8 tháng 12 năm 2020, Đào Thị Huệ đưa ra thông tin gian dối bản thân có người quen làm ở Sở Nội vụ tỉnh, có khả năng xin được vào biên chế công chức viên chức nhà nước. Có 14 người đã tốt nghiệp các trường đại học, đủ điều kiện xét tuyển, thi tuyển vào công chức viên chức,
đã đưa tiền cho Huệ với tổng số tiền là 3,88 tỷ đồng để nhờ chạy việc. Sau khi nhận được số tiền lớn, Huệ sẽ bỏ hồ sơ, không xin việc cho những người nói trên, đồng thời bỏ trốn khỏi địa phương. Tại phiên tòa, Đào Thị Huệ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 19 năm tù, buộc phải trả lại toàn bộ số tiền trên cho các bị hại.